Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay thì em mời cô chú anh chị bạn cùng em loanh quanh khám phá Sài Gòn nha. Thì chúng ta đang đứng ở cái bùng binh Cống Quỳnh, Võ Tánh năm xưa. Đây là cái rạp Hải Hoàng năm xưa đây. Bây giờ là cái mặt bằng để trống à. Hôm bữa là quán cà phê nhưng mà hôm nay lại dẹp rồi. Hướng trên đây là đường Cống Quỳnh để đi đến Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai ha. Rồi, bên đây thì có đường Võ Tánh ngày xưa nhưng mà bây giờ là Nguyễn Trãi nha. Ở đây có một dãy nhà rất là đẹp, dãy nhà thời Pháp. Này, cái dãy nhà này là thời xưa tới bây giờ đây nè. Nhìn rất là cổ kính luôn. Một lầu, một trệt một lầu, có thể đây là cái chung cư. Tại có cái cổng vô nè, có cái cổng để đi lên lầu nè. Rồi ở dưới có tiệm rửa xe, rồi cà phê. Còn bên bên đây là công viên 23/9, thì là cái trạm xe buýt, trạm chuột chạy quá trời luôn. Ngay đây thì chúng ta đang đứng ngay ngã ba đường Nam Quốc Cang. Nam Quốc Cang không biết ngày xưa là tên gì hết. Đây Nam Quốc Cang và Nguyễn Trãi. Năm xưa khúc này là Hồng Thập Tự nó Võ Tánh năm xưa đây. Chúng ta cùng lang thang dạo mát Sài Gòn buổi tối nha. Ở đây thì có mấy người bán bánh tráng trộn, bán hàng gánh gánh. Có lẽ buổi tối hình ảnh tối quá, các anh chị nhìn không rõ, mà cô chú anh chị mình thông cảm. Đây là đường Nam Quốc Cang thông ra Bùi Thị Xuân, tới trường Bùi Thị Xuân đó. Đây mình tới xíu nữa là cái ngã ba đường Nguyễn Trãi và Lương Hữu Khánh. Lương Hữu Khánh năm xưa là cái đường gây xe lửa. Đường gây xe lửa đi từ Chợ Lớn đến ra Trần Văn Đang. Đây có cô bánh bán bánh tráng trộn. Này ngã ba Võ Tánh và Lương Hữu Khánh. Con đường chuyên làm con dấu và mộc. Con dấu Mica, rồi những bản hiệu Alu Mica rồi đó. Con đường, nguyên con đường này làm khúc này làm cái ngành hàng đó, ngành Mica. Kế bên thì có khuôn viên của nhà thờ Nguyễn Sĩ, rồi trường Bùi Thị Xuân, rồi trường Kết Đoàn. Khúc này hơi tối. Đây trạm xe buýt. Trạm xe buýt bây giờ cũng gần nghỉ rồi. Bây giờ là hơn 8 giờ tối nha. Mình đi khúc này hơi tối nè. Mình đi qua đường Nguyễn Trãi đi. Khúc này là Lê Lai nha các anh chị, này là đầu đường Lê Lai đi đến khách sạn New World. Ta qua đường nha, qua đường nha. Đối diện mình là
Phía trước mặt mình là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Và đường nằm trên đường Nguyễn Trãi, ngay góc ngã ba mũi tàu Nguyễn Trãi và Lê Lai. Thì trên cái khúc này có một cái nhà hàng Diền Ký, ăn cũng rất là ngon mà sạch sẽ. Nếu mà cái địa chỉ nhà hàng Diền Ký này anh tìm khi mà về Sài Gòn thì chắc đi ra đây gần nè, từ Red, khách sạn Red thì mình đi taxi ra đây cũng gần, mà đi bộ cũng gần nữa. Không, mà taxi thì tốt hơn, đi bộ nhiều khi lang thang mình không quen đường cũng nguy hiểm. Còn đây là ngã tư Nguyễn Trãi và Tôn Thất Tùng. Tôn Thất Tùng hướng này đi ra Hồng Thập Tự nè. Rồi thẳng hướng này là mình ra Đỗ Quang Đỗ luôn, phố Tây Bùi Viện. Thì chúng ta sẽ đi theo hướng về cái Bùng Binh Thánh Gióng ha. Khúc này nó sáng sủa hơn. Rồi chúng ta bắt đầu đi đến khu vực sáng sủa rồi. Rồi quán trái cây. Con đường này được mệnh danh là cái con đường thời trang của Sài Gòn nè. Rất là nhiều cái cửa hàng thời trang ở trên cái đường này. Nhưng mà khúc này thì không có nhiều bằng khúc quận 5. Khúc này là hàng quần áo cao cấp hơn. Quận 5 thì vừa bán ngoài đường mà vừa bán ở trong nhà nữa. Rất là nhiều luôn. Ở đây thì chỉ có ngoài đường thôi, ở trong nhà thôi. Mình đi xíu nữa thì đến cái hẻm 150 Nguyễn Trãi. Thì ở đó có bán rất là nhiều đồ ăn sáng, buổi sáng. 150 Nguyễn Trãi nằm ở khúc bên kia đường, kế bên nhà hàng Nhật. Ở số 137C Nguyễn Trãi. Mình nhìn qua đường là hẻm 150, 150 Nguyễn Trãi. Bán rất là nhiều đồ ăn sáng. Ở đây có cái shop rất là lớn nè, shop Hoàng Phúc. Hiệu cấp 3 Dr. Mac Fan Replay. Rất là nhiều căn luôn. Rất là lớn. Rồi chúng ta đi tiếp tục hành trình để đi đến cái Bùng Binh Thánh Gióng. Ở đây có nhà hàng chay. Mình nhớ đây nị ăn rồi chứ em chưa có ăn nên không biết trong đây như thế nào ha. Nhà hàng chay Vegetable Restaurant. Các bạn hiểu về cái cây tre. Hồi xưa thì khúc này là khúc Võ Tánh, còn khúc Nguyễn Trãi ở trên qua đường Cộng Hòa là Nguyễn Trãi. Theo em tìm hiểu và sự chia sẻ của cô chú anh chị là như vậy. Nhờ cô chú anh chị mà em mới biết được cái khúc này là Võ Tánh.
chân thành cảm ơn tất cả của chú anh chị đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng Vinh Lâm TV. Sắp tới xíu nữa thì có cái hẻm bán bánh mì, thịt nướng rất là ngon, bán lúc buổi chiều thôi, 4 giờ chiều tới 3-4 giờ chiều cho tới 5-6 giờ là hết á. Ở hẻm 37 Nguyễn Trãi, bên tay phải mình luôn nè. Ở đây có công ty bán vi tính luôn nè, cũng là một trong những khách hàng nè. AB Cơm, cái nhà rất là dài, cái nhà dài cỡ 30 mét. Ở Sài Gòn mà có cái nhà dài như vậy là rất là đắt giá ha. Ở đây thì đa số là shop hàng hiệu. Mấy ngày nay chắc có lẽ ở ngoài Hà Nội sẽ là nơi mà an ninh và náo nhiệt nhất. Tại vì có cái sự kiện họp thượng đỉnh Mỹ Triều. Đây là đi ra đây là công viên 239 nè, công viên 239. Hồi xưa đây là cái nhà Zen Laza, trung tâm thương mại Zen Laza, năm bây giờ cũng là Zen Laza luôn, nhưng mà mỗi năm họ trang trí lại khác. Cũng lâu lắm rồi em không có đi ngang ở đây vào buổi tối nên nhìn thấy nó khác. Đền thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Đây là giáo xứ Chợ Đuổi. Nghe thoáng qua Chợ Đuổi thì hình như có anh chị nào đã comment và chia sẻ, thì không hình dung được Chợ Đuổi ta. Ở khu này em đâu thấy có cái chợ nào đâu, sao lại Chợ Đuổi. Giữ xe, tiện giữ xe. Cái này chắc nhờ cô chú anh chị chia sẻ thêm cái Chợ Đuổi là cái chợ nào. Đây hẻm bán bánh mì đây. Nhưng mà bây giờ bánh mì đã nghỉ rồi, họ bán tới 5-6 giờ, 6-7 giờ thôi, khoảng tầm 6 giờ là chúng ta thấy hết rồi. Rồi phía trước mặt mình là cái bùng binh Thanh Gióng. Cái bùng binh này giao nhau giữa đường Cách Mạng tháng 8 là đường Lê Văn Việt năm xưa đó, rồi Lý Tự Trọng là Gia Long năm xưa, Nguyễn Trãi là Võ Tánh năm xưa, rồi Lê Thị Riêng là tự nhiên quên ta, cái này chắc nhờ cô chú anh chị nhắc nữa là quên cái chỗ Lê Thị Riêng là đường gì năm xưa. Rồi Phạm Hồng Thái, khách sạn New World. Đây có cái khoảng trống rất là rộng nè, để thích hợp và uống cà phê rất là mát. Thì bên đường thì có cái cà phê bệt, cà phê Mỹ.
Đây là cái bùng binh thánh giống đây, có ông thánh giống này. À, đến đây thì em xin tạm dừng cái video tại đây. Xin nhân đây thì chúc cô chú anh chị bạn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Đây, Starbucks Coffee.